Mới đây khoảng 21 giờ 10 phút ngày 16 tháng 11, người dân phát hiện một xe máy, đèn xe còn sáng, nằm dưới nước bên bờ tràn Giang Nam, gần cầu sông Tranh thuộc địa bàn thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định, nên đã nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn và báo cho lực lượng chức năng xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Tại hiện trường, nước vẫn còn ngập cao và chảy xiết, lực lượng chức năng rất khó khăn khi trục vớt chiếc xe, sau đó thì tìm thấy trong cốp xe có giấy tờ tùy thân mang tên H, N, H, O, 19 tuổi, ở thôn Vinh Thạnh 2, xã Phước Lộc, Tuy Phước, nhưng không thấy người, cơ quan chức năng liền xác định khả năng người này đã bị nước lũ cuốn trôi. Nhận được tin báo, chính quyền xã Phước Hiệp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của huyện Tuy Phước đã huy động lực lượng đến hiện trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước Huỳnh Nam cũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, đồng thời yêu cầu lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp của tỉnh đến hỗ trợ tìm kiếm. Đến khoảng 9 giờ ngày 17 tháng 11, nạn nhân đã được tìm thấy tại cánh đồng phía núi, cách bờ tràn Giang Nam khoảng 2 km. Được biết, tại đoạn tràn này vào tối ngày 15 tháng 11, Công an xã Phước Hiệp và Tổ xung kích phòng chống lụt bão thôn Giang Nam đã kịp thời cứu hộ thành công hai thanh niên bị nước cuốn trôi khi đang điều khiển xe máy qua đây trong lúc dòng nước lũ đang dâng và chảy xiết. Ngay sau vụ cứu hộ hai thanh niên, lực lượng chức năng xã Phước Hiệp đã lập rào chắn cảnh báo không cho người dân qua lại khu vực này.